hết ra lấy tiếp, ở kiểu như kiểu chung ruồi ấy đấy. Các phụ nữ người ta cần nhất cái sự ổn. Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp, và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe Java Fuoco, một được trang bị bộ group của 105, rất là cao cấp các bác nhé, khung nhôm cả carbon. Vâng, và bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và chiếc xe có màu xanh đen, chữ Java đây, Java màu đen các bác nhé, chữ Fuoco thì màu vàng, rất là nổi xe. Đây là một mẫu Java mang thương hiệu của Ý, bán rất chạy được của em. Được trang bị cấu hình nguyên bộ group của 105, rất là cao cấp. Em sẽ lướt qua hình thức chiếc xe. Thằng carbon, nhôm, siêu nhẹ. Em đánh giá chiếc xe ở trên 90%. Rất là mới các bác nhá. Yên nguyên bản Java đây. Cọc yên của DK. DK là một hãng làm phụ tùng cho hãng Java các bác nhá. Sau đây có logo của Java. Ghi đông cổ Ford nguyên bản của DK, nguyên zin theo xe. Xe cao cấp thường được trang bị dây âm sườn đấy các bác nhé. Âm sườn. Khung xe có ghi size 50, size đứng 50 phù hợp các bác từ 1m63 đến trên 1m7. Đùi đĩa nhôm, trục rỗng 2 tầng, trục rỗng các bác. Vành trước sau đều nguyên bản của DK 700C. Lốp lốp hiệu của Continental, lốp còn rất là mới các bác nhé. Bộ phanh 3 mảnh Exo. Đây là vành sau, à vành trước của xe DK. Bảy trăm nhân 23C các bác nhé, 23cm. Lốp trước cũng của Continental, rất là cao cấp. Vâng, và xe được sử dụng bộ tay lắp của Shimano 105. Lip đè bên đĩa. Lip 11 tầng. Đĩa 2 tầng cho xe 22 tốc độ. Bộ khung dẹp. Vâng, bây giờ sẽ đi vào đánh giá hoạt động của xe. Vâng, xe được trang bị 11 tầng lip. Xích còn lip còn rất là mới các bác nhé. Lên lip 11 tầng lip của 105. Máy hơi cối nổ. Rồi chuyển động rất là tốt. Xuống lip. Vâng, chủ đề của 105 đây. Cái tay phải là bên đĩa, đùi đĩa trục rỗng 2 tầng, đùi đĩa nhôm. Vâng, lên đĩa. Máy hơi cối nổ. Đây là gạt đĩa của 105.
nhớ Pro Wheel. Pedal bạc đạn của DK. Vâng, và trên khung xe đây là có cờ của nước Ý và một chiếc xe mang thương hiệu của Ý, Fuoco da vàng. Vâng, và vừa review xong chiếc xe Java Fuoco. Chiếc xe được trang bị cấu hình 105 và càng carbon. Chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 12.800, miễn phí ship toàn quốc 71 năm. Các bạn quan tâm nhắn tin Zalo 0975709993 để xem hình ảnh chi tiết nhất của chiếc xe. Lên YouTube theo dõi anh Kiên Xe Đạp và nhấn vào chiếc chuông để được nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp về tại cửa hàng em. Xin chào, cảm ơn các bạn theo dõi video. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đây. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đó, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký dõi kênh mà để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.